Nên các bạn đã nghe nói về Ivanhoe chưa? Bạn đã Ivanhoe bao giờ chưa? Nhìn thấy rồi. Trên bảng này, cái hình hình này giả sử bạn có một cấu tạo là cái hình như thế và từ hiệu nào đó thì bạn nghĩ bạn sẽ làm thế nào? Nếu mà ngày xưa chẳng hạn một thợ mộc mà cầm một cái thước gỗ mà ngồi chụp cái hình này đúng không? Thì cũng có thể chụp được nhưng mà các bạn không lâu đấy, bởi vì là nó còn cái ô bên trong, gỗ độ giống bên trong rất sâu bên trong, khó vào chú ý các dụng cụ hình vào. Thì cũng như vậy, nói chung là các phương pháp truyền thống thì nó có thể là không lợi thế bằng cái IPD. Mình nói là xu hướng của tương lai, bởi vì là cái này nó được tư vấn bởi một cái hãng tư vấn ở Mỹ là tên là Gartner. Thì Gartner họ đưa ra một cái khái niệm gọi là đường cong này, người ta gọi đường cong là high cycle, chu kỳ kỳ vọng của các công nghệ. Thì bọn họ công nghệ nó đều trải qua cái chu trình kỳ vọng từ lúc đầu là khởi động cái trục tung này là cái mức độ kỳ vọng của người ta vào trong khoảng thời gian. Mọi công nghệ thì từ khởi động cho đến mức độ kỳ vọng rất cao, mọi người nói chuyện với nó rất nhiều, sau đó thì mọi người bắt đầu quên về nó hoặc là thấy thất vọng về nó vì hứa hẹn nhiều quá không ra được, nhưng mà cuối cùng thì là nó lại đi đến ra đến thị trường và cái mức độ kỳ vọng tăng lên dần dần. Đấy thì là mọi công nghệ đều thế hết. Nó cái hãng tư vấn các đời này mình chưa được hàng năm mấy chục năm nay về các loại công nghệ có thể vẽ được cái sự đường đi của công nghệ theo cái chu trình kỳ vọng này. Thì đây là đồ thị chu kỳ vọng, thế là gì, thể hiện các công nghệ ở mức độ giai đoạn phát triển nào của chu kỳ vọng. Vào năm 2011 thì vào năm 2011 cái Ivanhoe nó đang đi lên đến cái đỉnh của mức độ kỳ vọng. Ở đây còn có một số chỗ in 3D khác, ví dụ như là 3D bio printing, có nghĩa là in không phải vật liệu bình thường mà là vật liệu sinh học như là tế bào hoặc là các cái chất sinh học. Thế còn đây là năm 2005. 2005 thì nó đã đi qua cái đỉnh kỳ vọng này và nó đang đi xuống đây. Thì điều đó chứng tỏ là cái công nghệ này nó đang tiến triển theo đúng cái chu kỳ phát triển của nó. Và nếu mà tiếp tục từ 2011 cho đến 2015, 2015 và đến đây thì bạn thấy rằng là một ngày nào đó nó sẽ đi đến hy vọng sẽ đi đến đây. Thì đấy là lý do tại sao mình gọi là công nghệ của chúng ta. Ok, một chút ngắn gọn bây giờ thì có cái điều bạn biết rồi thì mình sẽ đi ngắn thôi. Và cái mà đây là cách mà chúng ta sản xuất, nhưng mà sản xuất đây ở cái quy mô tại rất nhanh và tại nhà và tại cái doanh nghiệp nhỏ luôn. Tức là mình từ một ý tưởng mình vẽ nó ra và có thể tạo ra được thành luôn ngay trong thời gian mà các anh chị đến cái đây công nghiệp, người ta vẽ công nghiệp, nhìn một cái công nghiệp ra luôn. Thế tức là một quá trình thì xây dựng nhanh rapid prototyping, xây dựng nhanh cái sản phẩm giúp chúng ta tập trung vào cái phần là phần suy nghĩ, phần này là phần to nhất để đi vào lên. Thế còn các phần khác thì là chúng ta tự động hóa nó giúp chúng ta tạo ra phần cứng mà chủ yếu là dùng cái năng lực chất xám giống như các bạn làm mềm hơn, mềm hóa quá trình làm. Ok, hiện nay nó dùng tác dụng là gì? Mình đi tức qua một số ứng dụng yêu cho kiến trúc chẳng hạn, người ta dùng IMAD cho kiến trúc để
không chỉ nhìn thấy cái sản phẩm của mình ở mức độ nhỏ trông như nào, mà còn để tính toán nữa. Tức là họ có những lý thuyết liên quan đến cái cấu trúc bền vững của địa vân vân thì in ra để có thí nghiệm luôn, thì đây sẽ có đổ vỡ động đất có hay không, lắp ghép với nhau. Đây là một ngôi nhà in 3D hoàn toàn, và đây là một mức độ nhỏ, và người ta phải gỡ từng tầng ra được, nhất là từng tầng, và đây là từng cái mạch của tầng của nó để xem xét cho nó kỹ hơn, còn mắt thường hơn. Trong y tế thì in 3D được dùng nhiều, và đây là một lĩnh vực rất là mạnh hiện nay. In những răng này, mỗi người có một cái răng khác nhau, một kiểu hàm, một cái thứ, thế là có một cá thể và họ răng hoàn toàn khác nhau. Trên là in 3D thì nó sẽ giúp và mình có thể cá nhân hóa cái răng đến từng người, và không chỉ là răng đâu, còn bộ phận khác nữa. Đây là, cái này là chưa xảy ra, nhưng mà người ta đang gọi là concept, tức là in luôn cả những cái bộ phận bên trong nội tạng. Người ta in không bằng vật liệu bình thường mà in bằng cái tế bào, tức là trong cái hộp mực đấy là các cái tế bào ghép với nhau, và cái tế bào kết nối với nhau, đối với môi trường lại sống với hình dạng, tạo thành cái cấu trúc nội bộ cơ thể. Tim thì bây giờ tưởng tượng, nhưng mà ví dụ hiện nay ta làm được và một bộ phận nhỏ, ví dụ van tim chẳng hạn. Và với gần đây nhất là nhìn thấy buồng trứng của chuột. Đấy. Nhìn lại buồng trứng của chuột. Ví dụ thế. Còn cái mà phổ biến thì là ví dụ như là xương thay thế xương thì nhiều lắm. Em thấy đọc trên quai á, trang quai nó bảo đi vào bỏ não rồi. Ok. Cái gì quả não cái in đấy tôi nghĩ là không thể thay thế bằng người, mà lại để làm thí nghiệm để thay để cái hy vọng xây dựng máy tính vào cái đấy. Rất là đủ đấy, các bạn thấy rằng là ở đây có cái slide nói là in 3D nó kết hợp hóa cái lớp học chỗ là có thể học về cơ thể của người, về cấu trúc phân tử, về kỹ thuật, về điện lý, vật lý, thiết kế, ăn uống cũng có quan liên hệ về học kiến trúc năng lượng. Cái cặp của họ này, hôm trước mình có xem một bộ phim nói về cách người ta in 3D ra toàn bộ một cái mẫu hình của một cái người là đặt tên nó là OZ. Người OZ này là người mà đào được lên ở dãy núi Alps ở Italy, và cái người này là 5.000 tuổi và được giữ, bởi vì nằm ở trong băng trên núi nên là giữ nguyên những cái vẹn mọi thứ trên người, bao gồm cả quần áo, giày dép, cung tên các kiểu. Thì nhưng mà cái bởi vì là cái bảo quản nó phức tạp, muốn bảo quản thì lại phải đặt ở đúng cái nhiệt độ trên núi đấy. Thì cả thế giới chỉ có một bộ phận đấy, thì người ta khó là sinh viên hoặc là kiểu học sinh cấp 3 hoặc là cấp 2 đến nghiên cứu hoặc là sờ mó được, thì người ta mới in ra một cái người giống như thế ở đặt ở các bảo tàng khác để cho mọi người đến sờ mó và ngắm nghía. Có một bộ phim làm gì sau cả học mình có thể gọi là copy được cái mẫu mình mà hiện có. Chất thực phẩm, đây là sô-cô-la in 3D, đây là kẹo in 3D, đây cũng là kẹo in 3D, kẹo 3D cùng đồng nhau. Chúng ta, thế là các bạn có thể làm đồng nhau, in một phát là đồng nhau luôn chứ không phải lắp ghép gì cả. Thú vị hơn là cái chế tạo bình thường, có những cặp có thể đồng nhau hoặc in đôi chút, nó rất là cùng cọp trong thời gian. Thế mà à đây còn cái máy này nữa, cái này là in, có thể gọi là in 3D nhưng mà nó đúng hơn là một máy pha cốc tay theo một cái công thức do mọi người thích design trên mạng nào xong rồi in ra trên cái máy này. Thì
thì bạn có thể tạo thành cái app store cho những cái đồ như thế này, kiểu như app store, tức là ví dụ vào đấy chúng ta bán design, bạn bạn tự pha chế lấy một cái cốc tay mà bạn thấy công thức của bạn tuyệt vời, hay bạn bán mọi người thì mọi người chỉ cần download cái công thức của bạn chạy cái máy này ra. Chào mừng anh bạn. Cái đây là cái giày của Nokia, giày đá bóng ấy, football. Giày của Nokia này là nó sẽ fit vào cái đúng cái chân của bạn, không ai cắt cả. Đây là hoàn toàn cá nhân hóa. Các bạn in 3D giày này, in 3D hoàn toàn. Đây là giày 3D. Các bạn có thể sửa sớt về những giày 3D của mình này. Thì nó thú vị ở chỗ là nó chỉ mỗi mình bạn là và duy nhất là đi chuẩn nhất thế giày thôi. Còn cái áo nữa, cái này áo này chắc là không phải mỗi một người mặc, nhưng mà ý là đây là một cái cách để mà mình tạo ra thời trang và cá nhân hóa cao. Trong nghệ thuật thì ok, có nhiều chế tạo từ đây là đi ba đi nhưng mà mức độ nhỏ, tức là bằng cái máy bằng các cái electron và ở đây người ta có thể chỉ làm nhanh cho nó cái kinh kiện rất là bé, mà theo cấu trúc khác thường để tạo những cái tính năng nó khác thường. Ok, trong mặt mô trụ cái này rất quan trọng đối với một số cái ví dụ trong mô trụ. Cái ảnh chụp này là trên trạm vũ trụ quốc tế, để mà đưa một cân đồ đạc từ mặt đất lên trạm vũ trụ quốc tế thì các bạn sẽ tốn bao nhiêu tiền khoảng đâu? Bọn mình đã từng phóng vệ tinh theo kiểu này, tức là bọn mình trước đây cái năm 2012 bọn mình có làm cái vệ tinh nặng đúng một cân đấy, và để mà đưa phóng ra ngoài vũ trụ theo cái cách thông thường ấy thì tốn hết là 100.000 đô, chưa kể tiền bảo hiểm đấy, trong một cân đấy. Thế bọn mình đã tìm ra cách rẻ có một phần tư lần là 200.000 đô, bằng cách là đi cùng với tàu chở hàng để cung cấp đồ tiếp tế cho cái trạm vũ trụ quốc tế này. Thế là chỉ 200.000 đô một cân thôi. Thế mà là mình điên đấy. Chỉ 200.000 đô. Mình điên đấy. Nhưng mà bởi vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử làm vệ tinh như thế. Và mình cũng bị bất ngờ, mình thiết kế cái vệ tinh lúc đầu là thiết kế cho nó là phóng lên luôn là rời ra ngay. Nhưng mà không ngờ rằng là đến đấy thì bọn nó lưu ở trong kho trên cái trạm vũ trụ quốc tế khoảng 6 tháng sau. Thì đến cái ngày cái giờ mà trong lịch làm việc của cái nhà doanh vũ trụ ấy, họ có lịch là ok, đưa thả cái vệ tinh của cái ông FST này ra ngoài vũ trụ thì họ mới thả. Thì lúc họ thả ra thì họ có chụp ảnh, mình nhìn thấy cái ảnh vệ tinh của mình nó rời xa dần cái trạm vũ trụ quốc tế. Thế nhưng mà đấy là những tín hiệu cuối cùng mình có được vệ tinh đấy. Bởi vì sao? Vì là cái pin ở trên vệ tinh đấy mình đã bị chết rồi, nó không còn sống nữa. Mình sau 6 tháng cũng như trong kho nó không còn điện thì nó không mở được cái anten ra. Khi mình thiết kế đến giờ chỗ là phải mình mở cái anten ra bằng cái pin ban đầu, sau đó pin mặt trời mới có thể chạy được. Khi mặt trời bản thân nó không thể mở anten được thì khiến cho là mình có thể làm anten. Ok, anh chưa xem xong. Thì như vậy là để chở một cân đồ đạc như đấy thì tối thiểu là 200.000 đô. Thế nhưng mà chẳng hạn cứ dưng một ngày đó cần một cái đồ gì đấy, một cái ốc đang đây cụ thể chở đây một cái ốc cần 1 vạn và thiếu cái cờ lê, thế thì chỉ nhẽ là đợi mà đợi lâu hết đấy, mất mấy tháng thì người ta mới có thể chở được cờ lê lên cho bạn. Thì ở đây bạn chỉ cần email hoặc là gửi cái tin message design của cái cờ lê thôi, gửi lên phát trong tích tắc là có được cái design của cờ lê và in ra một chỗ và có thể gọi được một chỗ. Thì đây là cách transport có thể cách nhanh, và chỉ cần transport cái mềm, phần mềm của nó thì còn phần cứng thì ở tại chỗ thôi. Thế cho Hải thấy trong các cái tàu Viễn Dương đi xa hàng tháng chở trên biển, lên trên biển thì họ theo cái cổ điển là họ phải chở theo những cái gọi là spare parts, như là cái thiết bị, cái bộ phận dư thừa ấy, để thay thế.
tự đang sẽ đang chạy tàu tự dưng trên đường dở một cái máy răng nó vỡ ra thì bảo thay, thì bạn phải lấy có trong kho ra thay một cái máy răng khác. Thế thì cái việc mà chở theo đống spare part như thế thì nó sẽ tốn kém. Đây hay là chỗ cái một phần mà thay thế giống như là trong việc tàu vũ trụ chứ không còn đi đâu. Cơ khí cũng vậy, cơ khí thì có những cái tính nhất là chúng ta sẽ thí nghiệm rất nhanh những cái thiết kế khác nhau. Đây là một chi tiết mà người ta từng sản xuất khi mà chưa có máy 3D. Thế và sau khi người ta thí nghiệm xong thì thấy là chi tiết cái thiết kế như này thì là hay hơn. Với máy 3D người ta thể thử nghiệm những hình dáng khác nhau và cái hình dáng này thì lại là nó nhẹ hơn nhưng mà lại đảm bảo được tính năng của cái chi tiết trước đó. Rồi, cái có cái cuối cùng mà mình lại để cái xúc động ở đây đấy là cái đi qua đây nó ảnh hưởng đến cái ngành phân phối. Đây là khá lớn cái ngành phân phối. Như mình nói rằng là ví dụ về tàu vũ trụ, ví dụ về tàu biển thì nó hiện nay bởi vì là đấy là ví dụ và cái chi phí vận chuyển nó rất lớn. Còn cái ví dụ quy trình chuyển nó không lớn nhưng mà lại xảy ra hàng ngày, xảy ra trong ngành phân phối thì Amazon họ đã đăng ký cái sáng chế này, đây là anh chụp cái sáng chế của Amazon là họ thay vì họ chuyển cái hàng từ cái nhà máy đến nhà bạn và họ theo một truyền thống là họ phải sản xuất trước lưu kho vân vân. Thì bây giờ là khi bạn order một hàng thì order cái hàng đấy là người ta in tại chỗ và trong lúc và cái máy in có thể đặt luôn trên cái xe tải, tức là cái xe tải chỉ chở cái máy in từ chỗ chứa vật liệu và trên đường xe tải đi là cái máy in đang in cho bạn cái vật thể bạn order và in tại chỗ nhà bạn thì là nó đã xảy ra và bạn nhận cái sản phẩm đấy. Thế đấy là một cách để mà cải tiến cái chuỗi cung ứng của Amazon cho rằng nó hiệu quả hơn, nó không phải lưu kho nhiều hàng nữa, hàng order mới xuất ra. Trong cái này thì là trong y tế họ đã bắt đầu làm rồi, vì trong y tế thì cái đồ nó rất là đắt và lại còn cá nhân hóa, ví dụ bạn order cái xương thay thế chẳng hạn. Cái cách truyền thống là của ok bạn rồi, cái cách vừa rồi của Amazon là cách này là người ta vẫn in tại chỗ và người ta chuyển cho bạn, nhưng mà cái bước nó có ba cái bước nghiên cứu về cái sự ảnh hưởng của 3D đến ngành phân phối thì có cái ba bước tiến hóa của cái 3D cho ngành phân phối. Cái bước tiến hóa thứ nhất là chưa áp dụng ngành cổ truyền. Bước tiến hóa thứ hai là trong cái sáng chế của Amazon có bước tiến hóa thứ ba thì next slide là người ta gọi là social manufacturing, cũng là bây giờ nhà nhà hoặc là rất nhiều người có máy 3D nhưng mà đôi khi là họ cũng không dùng hết cái năng lực của nó thì là mọi người sản xuất vẫn cho nhau giống như là Uber ấy, mỗi người có cái xe của tôi mà không dùng hết thì là cho để mà chở khách. Có thể là đối với các cái gia đình thì cũng cần, nhưng mà đối với các doanh nghiệp nhỏ có thể tái sử dụng cấp sản phẩm cho hàng bên cạnh thì nó sẽ tạo thành một cái hàng mới, là tạo thành social marketing, không chỉ là tạo không chỉ chế tạo mà idea nữa, sản phẩm nữa, có thể có người nó nghĩ ra cái sản phẩm ở đấy mà không chỉ hữu dụng cho họ mà hữu dụng cho nhiều người khác thì họ tên để người khác có thể chia sẻ và mua. Ok, thế thì cái này nghe có vẻ xa vời. Thế còn tại thời điểm hiện tại thì mình làm cái gì? Cái vấn đề này thế là có cái hiện nay là có cái design store miễn phí hoặc là trả phí và bạn có thể bán design của bạn trên cái store này. Đây là mình, các bạn của mình có design một số thứ. Ví dụ mình
sai cái đỡ của cái điện thoại. Cái điện thoại của mình, điện thoại mình muốn nó đặt đứng ở trên bàn để mình làm việc khác, nhìn màn hình nó. Thì nghĩ ra cái đỡ bên dưới nó bé hơn một tí. Nghĩ rất nhanh, nghĩ chỉ có 5-7 phút là xong. Thì cái design của mình được lúc nhóc lớp lên cái bế cáng là được 4.651 view và đã được 1.386 download. Thì nếu các bạn chọn một chủ đề nào mà nhiều người quan tâm thì có thể nhìn nó đó. Còn cái design khác tức là trong cái xe của mình ấy, thì cũng là cái điện thoại này nó đặt nó trong xe thì mình tìm nhiều cách để đặt nó và mình phát hiện ra là cái ổ CD này mình có thể thiết kế để mà nhét nó vào cái ổ CD đấy và đặt ở trên nó là cái điện thoại. Thì cái thiết kế này của mình cũng được 4.000 view và được 400 download, rất nhiều người xem nhưng mà không phải ai có nhu cầu thì giống như mình cái nhu cầu này quay hơn. Đấy thì cái design store là cái hiện hữu hiện nay và mọi người có thể design không chỉ là hình dáng mà có thể sau này là những cái công thức hoạt động, ví dụ chẳng hạn có in 3D về thức ăn hay là kẹo hay scola cái gì đấy thì bạn có thể design cả cái thành phần cái pizza, có thể design cái pizza kiểu mới để bán cái design về pizza con cái công thức nấu ăn của bạn. Tưởng tượng sau này cái in 3D thức ăn nó là thay thế cái tủ lạnh của bạn, bạn nên nhét thức ăn gọi là raw material vào cái tủ lạnh đấy và download một cái hôm nay muốn ăn món gì sẽ là cái menu hoặc là mà thậm chí máy nó gợi ý cho mình menu gì và mình có thể mua cái menu đấy của có khi ông hàng xóm nhà mình không nghĩ ra download về và máy nó in ra cái ăn đấy là thì nó, bản chất nó sẽ có cái ngành software engineering đi kèm với cái này liên hệ lại với cái liên hệ với cái nghề của bạn. Các bạn có thể làm trang web hoặc là cái dịch vụ web để mà phục vụ cho cái giao dịch này. Tức là đây chỉ là một cái gợi ý và có thể có những cái ý tưởng sáng tạo tận dụng cái làn sóng kinh qua đây. Mình có start một cái startup này nhỏ gọi là Cool Maker. Tức là cái này thì nó không liên quan đến tập trình, nó liên quan đến làm ra máy in qua đây. Thì cái mình sẽ sản xuất và bán cái design của mình, mình không sản xuất được là trà, sản xuất trộn ra bán cái design của mình 3D và in ở trên nhôm và kính. Trước đây mọi người hay in trong nhà mình in rẻ của 10 triệu một cái thì là in được nhựa nhưng mà nhôm và kính nói chung là không ai in được độ 10 triệu ở nhà đấy. Làm cái rẻ như thế cũng giống như nhựa nhưng mà bằng nhôm và kính, nó sẽ không có thành phần chuyển động do đó chẳng có tiếng ồn gì cả nên không được nó cũng không làm nóng và do đó không sinh ra cái hơi hơi nhựa ở nhà. Là cái thú vị của nó là nó bề mặt hoàn thiện của nó là rất là bóng như là gương chứ không giống như là cái bình thường cái lớp nhựa mà các bạn bạn rẻ tiền thấy nó cũng cảm thấy vân vân do cái lớp nhựa này là nó không bóng ok và nó nhỏ. Đấy thì chúng ta cũng thể nghĩ ra những cái startup của mình, những nghề kinh doanh mới và dựa trên làn sóng công nghệ này. Hoặc là bạn có thể chuẩn bị từ bây giờ, có thể chưa làm ngay nhưng mà biết được cái xu hướng công nghệ như thế. Hy vọng tận dụng cho mọi nghề nghiệp khai phá được trong này. Em có hỏi thì đúng như là mình in ra mình có một cái mẫu hoặc in 3D gì đó mình đang bán, sau đó là người khác họ mua cho họ đào về rồi chia sẻ là càng thời gian miễn phí thì nó giống như bạn bán app store ấy, bạn có thể bị crack nhưng mà bạn cũng có thể không bị crack đúng không? Bây giờ thì làm nào bạn không bị crack thì nó giống như là trên app store, còn cái mô hình em định nó chỉ chạy trên mỗi máy của đấy, nó chạy mỗi máy in đấy, nó không chạy trên khác, hoặc là bởi vì máy in đấy nó cần ở nhiệt độ đấy, cần cái vòi phun đấy, cần cái bên khác cũng nhiệt độ khác rồi.
nhưng mà không có những thằng sẽ đi bẻ khóa cái đấy của bạn, nó lại reverse sẽ đi lại cái mô hình ban đầu vân. Thì đó là cuộc chiến của hai bên, nó giống như là giống như là App Store. Anh có thể chia sẻ về sáng chế của anh? Nó rất là technical, rất technical, nó không liên quan lập trình. Ok. Thì các cái sáng chế kia thì nó liên quan đến chủ yếu là đến máy in, làm sao vận hành. Thì nó liên quan đến các cái cách vận hành khác nhau của in. Thì ở đây mình cải tiến cái năng sáng chế kia là cải tiến cái tốc độ in. Thì đấy là cái vấn đề mà mình khó chịu nhất khi dùng máy in hiện tại. Dùng máy hiện tại nó rất là lâu. Mình cố gắng những cái thiết kế của mình, chỉ cần pin tu lên mạng, mình cố gắng thiết kế để sao nó rất là bé để mà in nhanh. Nhưng mà không phải cái nào cũng bé được. Mà ví dụ cái để cho xe ô tô ấy, là bạn in, nếu bạn không lỗi lầm gì in một phát ăn luôn ấy thì mất nhiều ngày. Nhưng mà thông thường máy in giá rẻ của mình ấy thường sẽ có lỗi ở đấy và phải in 2-3 lần cũng nói được đấy, thì mất một vài ngày. Anh đang hỏi là khi mà như anh chia sẻ với chị Amazon ấy, Amazon họ có ý định in và xong gọi họ để họ bán hàng, thì cái trong quá trình định in đơn lẻ từng cái một đấy thì cái giá thành sản phẩm có biến độ lên nhiều không ạ? Tức là khi mà mình sản xuất quy trình công nghiệp thì giá nó sản xuất theo một dây chuyền, nó là gọi là chuyên môn hóa thì nó sẽ giá sự thể, mà khi mình ví dụ như cái hãng đấy họ sản xuất từng cái một đấy thì giá có biến độ lên không? Thứ hai là em hỏi một câu là ví dụ như anh chia sẻ với cái cờ lê mà muốn in một cờ lê đấy thì khi mình in đấy thì có đảm bảo được sức bền vật liệu không? Ví dụ như là mình khi mình in mình sản xuất cờ lê mình phải tôi phải pha chế theo tỷ lệ hợp kim này kim nọ thì nó bền, nhưng mà nếu mà mình in như thế thì có đảm bảo được độ bền độ cứng của nó không ạ? Rồi câu hỏi nhất nhá là về giá thành đúng không? Thế thì cái khác biệt của in bằng công nghệ in 3D với cả chế tạo truyền thống chính là giá thành. Là in 3D nó làm sao mà khiến cho sản xuất một cái đơn lẻ rẻ được đấy. Chứ nếu mà sản xuất cái đơn lẻ mà vẫn tắt như sản xuất truyền thống ấy, vẫn lâu sản xuất truyền thống ấy, thì nó không phải IPAD thì vẫn là sản xuất truyền thống. IPAD nó chỉ khác ở chỗ đấy thôi, nó khiến cho bạn tạo ra một vật thể mới nhanh và rẻ, đơn lẻ nhanh và rẻ. Nhưng mà tức yếu tố nào đảm bảo cái điều đó ạ? Công nghệ thì em cũng thấy in từng cái nó sẽ là kỹ thuật của cái việc chế tạo. Chẳng hạn như cái máy này của mình, khung cờ này thì là bạn nói đến vật liệu đúng không, cần độ bền đúng không? Thì ví dụ cái máy này làm cờ lê như nào nhé? Cái này là cờ lê là nó xuất phát điểm là nó một cái thanh nhôm chuẩn về mặt kỹ thuật, là sức bền vật liệu các thứ nó thành đã chuẩn hóa rồi. Nó có số liệu nhôm 604 hay nhôm gì đấy, nó có số của nó. Thế một bình nhôm như thế thì cái máy này bạn đặt vào trong nước, cái bình nhôm đặt trong nước và bên trên của cái bình nhôm đấy là mình rắc cái hạt rất bé như kiểu là cát ấy, nhưng mà nó không hoàn toàn là cát, nó là oxit của nhôm hay là một số cái loại hạt rất là cứng, một số loại hạt nhỏ cứng rất là sắc và rất bé, li ti vô cùng bé. Thì mình đặt những cái hạt ở trên đấy, sau đó thì là trên nắp của cái máy đấy nó hoặc là bên dưới đáy của máy đấy vì nó thiết kế thì nó có cái miếng áp, người ta gọi là miếng áp điện, là miếng và tiếng Anh là piezoelectric ấy, là khi mình đặt điện thì xoay chiều vào thì nó giúp gần giống như là áp điện. Nhưng mà đây mình sẽ phát là từng số siêu âm, tức là bức sóng âm nó rất là ngắn và rất nhiều mảnh như thế. Khi nhiều mảnh như thế, khi mình thay đổi độ lệch pha các mảnh đấy thì cái sóng siêu âm nó đi ra nó hội tụ còn cái điểm mà mình thể điều khiển được vị trí cái điểm đấy, thì khi sóng siêu nó hội tụ cái điểm ở trên bề mặt của cái thanh nhôm đấy thì là cái hạt tức là cái sóng nước nó sẽ dao động, cái sóng âm, sóng nước nó dao động ở đấy và từng số siêu âm, thì khi mà sóng nước mà va đập vào cái mặt nhôm đấy thì nó sẽ làm cho những cái hạt mà mình thả lên trên bề mặt đấy nó cũng dao động theo, thì cái hạt nhỏ này nó sẽ cào vào cái bề mặt của nhôm vì hạt nó cứng hơn nhôm, nó sẽ cào làm thủng cái nhôm ở chỗ đấy. Thế khi mà mình điều khiển cái vị trí của hội tụ của cái sóng siêu âm ấy, thì nó sẽ cào những điểm khác nhau và dần khi nó cào dần trong vòng dần nó sẽ xếp hình thành cái cờ lê theo đúng cái thế, và cuối cùng bạn có được một cái thanh nhôm mà hình dáng cờ lê và nó về mặt tiêu thụ kỹ thuật thì là vì là vật liệu của bạn đã đảm bảo chế độ theo đấy rồi, cho nên là cơ bản là nó không khác gì cái hàng bán sản xuất tại trang, nhưng mà nó lại sản xuất tại nhà của bạn và độ giá thành nó cũng
thế, bạn vẫn cần vật liệu giống như thế. Để bổ sung thêm. Trả lời cho câu hỏi của bạn là cái giá thành, cái giá thành ấy, thì ví dụ giá ở Việt Nam luôn và cái ở Việt Nam bây giờ đang rất nhiều cơ sở đi vào đây thuê, mình chỉ cần việc bản vẽ là họ in cho, ví dụ sẽ rẻ 4.000 tiếng, ví dụ in cái cốc này khoảng tầm 4 tiếng, 3-4 tiếng rồi in cái cốc như thế này, còn để thiết kế thì ra cái cốc phải in tên người yêu bạn, tức là cá nhân hóa nhé, hoàn toàn không ở đâu có cả. Thì ví dụ in mất 3 tiếng lên 120.000, cộng thêm gram vật liệu, ví dụ bằng nhựa, ví dụ bằng nhôm thì cộng thêm, thì nó chi phí nó rơi vào tầm khoảng đấy. Và nếu như bạn đặt cái cốc này riêng để ép bằng phương pháp ép phun áp lực như thế này thì làm cái khuôn này, nhà máy đặt nhận hay không này, vân vân, chi phí nó vô cùng cao. Thế nên là đơn chiếc rẻ, đơn chiếc và rẻ đấy là cái chìa khóa, đấy là chìa khóa của cái UVD. Thứ hai nữa là tự làm được, tức là ví dụ nếu các bạn có bỏ một vài triệu ra có thể tự làm được máy UVD ở nhà, thích in người yêu thì làm nhiều cái gì đi, đấy có thể tự làm được. Ví dụ vật liệu nhựa là đơn giản nhất bây giờ. Cái chi phí như bạn nói là in 3D nhựa nhá, thì là một cân nhựa là khoảng 300.000. Thế mà cái cốc của bạn là vài gam, 10 gam thì hay, 10 gam chẳng hạn thì nó không có tiền nhựa giá kể. Tiền vật liệu không có. Đấy, còn nếu mà bạn làm khuôn đi thì là mấy trăm triệu hoặc 1 tỷ đúng cái khuôn. Một cái khuôn nhỏ nhỏ như cái bạn viết nhôm định hình, một cái khuôn bé này mua Trung Quốc là mấy trăm triệu. Chưa phải là... thì nếu mà sản xuất một cái khuôn đấy thì nhất là chính vì thế mà cách làm truyền thống người ta phải làm số lượng lớn, nó chia đều ra thì mới nhỏ thì nó mới rẻ, nó phù hợp với cái giống bây giờ là mạng xã hội, tức là một cái điều cá nhân mà, thì đấy là về mặt chi phí là trả lời của bạn như thế. Còn về mặt hai nữa thì thực ra là ví dụ như cái chân máy ảnh kia có thể mua được với giá Trung Quốc 200.000, nó vẫn chịu được để lắp cái máy quay kia, nhưng bây giờ cái ông trên vũ trụ ông chỉ cần vặn cái cờ lê ốc vít nhỏ thôi chứ biết thiếu. Thì nói chung là cái cờ lê mình sang bằng nhựa thì không thể so được với bằng nhôm bằng sắt, nó chỉ áp đặt một cái điều kiện đủ để ta dùng, nhưng vấn đề là ta giải quyết được cái là có ngay và không phải đợi chờ sửa chữa được ngay nữa. Nhựa là công nghệ cũ, bây giờ có thể bây giờ loại thôi. Em hỏi ông thêm một câu là cái anh nói cái ứng dụng trong y học đấy, thì nó có giống cái phương pháp nuôi cây tế bào gốc giống như ví dụ như mình muốn tạo thành một cơ quan là ví dụ một quả tim hoặc là một cái gì đấy? Tế bào gốc nó khác em ạ. Tế bào gốc là nó lấy từ một tế bào mà nó chưa gọi là chuyên biệt hóa hay dị biệt hóa cái gì đấy. Sau đó nuôi cấy lên. Xong rồi họ chỉnh lại cái gen của nó một chút để mà nó bị chuyên biệt làm thứ công nghệ. Ví dụ tế bào cấu trúc của mình lúc sinh ra nó là kiểu cái phần mềm đã được lập trình generic rồi. Nhưng mà chưa thêm parameter là mày sẽ trở thành tim hay mày sẽ trở thành da hay mày sẽ trở thành cái gì thôi. Thì bây giờ mình chỉ thêm parameter và mày sẽ trở thành tim thì nó sẽ grow lên và nó trở thành tim. Đấy, nhưng mà cái thằng in kia thì nó chưa biết được đấy, nó mới chỉ là chọn cái tế bào tim để ghép nó thành cái hình quả tim. Tức là nó cơ chế vận hành của nó vẫn giống như là một quả tim bình thường. Mục tiêu là như thế. Anh hy vọng là thế, bây giờ nó chưa được nhưng mà hy vọng. Gần đây nhất là mình thấy người ta bảo in được xong buồng trứng của chuột, tức là hồi khả năng sinh sản của chuột. Là người gần đây nhất. Còn cái đấy là tiềm năng của tương lai. Cảm ơn anh. Có phải là cái liệu là in ấy thì nhiều nó chạy càng cao càng in mà ở đây nó nhựa thế thì bây giờ cái in tượng bây giờ được trong thời hạn của công nghệ thì cái vấn đề nào là in được, tức là bây giờ có nhôm mà có cái nhiều vật liệu nào nhiều nó chạy nó cao hơn mà thể hiện ra như với công nghệ này ấy, thì nó chỉ liên quan đến cứng thôi chứ liên quan đến nó chạy. Nếu mà em có một vật liệu mà nó chạy cao nhưng nó lại mềm ấy, thì mình có sử dụng cái máy này được. Tức là em nghĩ là nó có nhiều công nghệ lắm, cả ánh sáng rất nhiều lắm. Em cứ lên mạng search máy cho lên meta đi, lên cho lên cái loại. Người ta nó còn dùng súng nước nó bắn phun cá phun nước. Cá phun nước rồi nếu mà làm cái vi lịch của cái bé kia thì nó bắn từng từng hạt thôi, nó bắn lớp